Bạn ha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về vấn đề ngâm cả chậu lan vào trong nước ha, ngâm cả cái giò lan luôn, chỉ chậu không. Bây giờ ở đây mình có cái chậu nước ha. Đây, giờ mình ngâm vào. Thì cái cách ngâm này á, bạn thấy nước tràn ra ha, thì mình làm cái móc ở trên để treo ha. Rồi, đây. Đây có cái sợi dây móc lên trên cao. Treo để cho nó khỏi tràn nước ra ha. Rồi. Đó. Xích cái chậu ra. Rồi chỉnh dây từ từ xuống ha. Thì nói chung là cái chuyện mà ngâm cả chậu giò lan vào nước này á, thì coi trong sách ha. Các nghệ nhân đây chia sẻ kinh nghiệm ha. Thì tác dụng của này á là thứ nhất là đuổi mấy côn trùng đi ha. Mấy côn trùng làm tổ này, mấy nhiều kiến, mấy sâu bọ nữa. Thì tác dụng thứ hai là cái giá thể nó sẽ ngấm nước, rất là no nước. Và vào mùa nắng tưới theo cách này rất là hiệu quả. Và các cái gần như là các cái giò nào mà ngâm theo kiểu này thì cây phát triển rất là mạnh. Ví dụ như báo hỷ trước hay ngâm kiểu này nè, thì dài tới 50 cm luôn ha. Báo hỷ mà dài tới nửa mét lận cũng phải vừa đâu. Hồ điệp vậy, hồ điệp tiểu hồ điệp rừng á, ngâm mà cây nó to như cây hồ điệp Đài Loan á nha. Đó, rất là nhiều vòi hoa. Thì cái này cũng vậy. Mấy bụi kiếm này thì ngâm thì nó cũng lên dữ lắm. Bụi này là bụi nhỏ nhất trong vườn rồi ha. Còn có một bụi khác nó to hơn, nó muốn bể chậu rồi. Thì cái cách ngâm này nó có cái nhược điểm là mất thời gian. Mất rất nhiều thời gian. Mỗi lần ngâm vậy các bạn nghĩ là 15 phút. 10 ha, 10 đến 15 phút. Thì nếu mà số lượng mình ít thì mình ngâm như vậy được. Còn số lượng nhiều thì ngâm như vậy rất là mất thời gian ha. Cái nhược điểm thứ hai nữa đó là thì trong sách á người ta ghi là nó rây virus ha. Thì cái vấn đề này nó bị chỉ bị với lan công nghiệp thôi, mình nghĩ là lan công nghiệp bị thôi. Chứ còn lan rừng thì virus nó nhiều sẵn rồi, không có sợ nữa ha. Lan công nghiệp thì nó sạch bệnh từ trong chai rồi nên nó sợ ha. Còn mình không có vấn đề gì hết. Đó, các bạn ngâm sâu xuống, nó chỉnh cái dây nè. Chỉnh cái dây này xuống xíu. Nó làm không lòng, chỉnh cho nó xuống, nó ngập chậu ha. Cái này á, thậm chí là hồi trước á, mình ngâm vào buổi chiều tối á. Nói chung là không có thời gian á, cứ chiều chiều về ngâm cái để quên luôn, quên tới sáng hôm sau luôn. Dù mùa nắng nó nắng nó khô quá, để quên tới sáng hôm sau mà cây vẫn không có chết, không có thối rễ gì ha. Nên yên tâm ha, có để quên cũng không sao. Đó. Thì ngâm như vậy. Rồi khi nào mà thấy ok á, đây nhấc lên cho bạn xem ha. Thì các cái mùn bã, rồi các cái khoáng á, nếu mà tưới phân hóa học nhiều quá, các cái khoáng thì các cái khoáng ở trong chậu á, nó động trong chậu do phân hóa học á, thì nó sẽ được rửa ra hết ha. Rồi các cái mùn như vậy nó sẽ ra bớt đi. Rồi cái này là chậu ha. Rồi mình ngâm nguyên giò cũng vậy, mình cũng treo lên giống như vậy ha. Thì lâu lắm rồi mình không có treo nữa ha, cái lại đang mùa mưa nữa. Ví dụ đây cái giò báo hỷ ha. Cái giò báo hỷ mà mình nói các bạn hồi trước nó dài tới nửa mét á, thì nó bị sâu đục thân, thì đã cắt bỏ và đốt, giờ trồng lại rồi. Thôi mình cũng hạ cái giò xuống như vậy ha. Rồi dây nó không tới rồi. Thì cái cách ngâm cũng tương tự như vậy thôi. Thì các bạn chú ý ha. Thì mình ngâm buổi sáng á, thì có cái mấy cái đọt nhỏ nhỏ nè, mấy trưa nó chút ngọn á, thì không sao. Còn nếu mà ngâm buổi tối á, thì sau khi ngâm xong á, chịu khó lấy cái tay, cái giấy hoặc là đồ hút cái nước ở trong đọt nó ra ha. Thì cái này cái gỗ này dài quá nó ngấm không hết ha. Thì mình ngâm như vậy thôi. Đó. Thì trong quá trình ngâm vậy á, các bạn có thể pha thêm vôi ha, vôi hoặc là phân hữu cơ vô cũng được, dynamic rồi đó. Đó. Thì mình ngâm vậy. Mấy con côn trùng nè, mối, cái này gỗ tưới bình thường á, mùa khô tưới nó không thấm nước mấy ha, nhưng mà ngâm vậy ngấm rất là no nước ha. 2-3 ngày ngâm đựng được. Nói chung là ít lan thì chịu khó ngâm, có vài giò thì chịu khó ngâm thì nó rất là hiệu quả ha.
cây rất là tốt. Còn nhiều quá, bây giờ nhiều quá thì không có ngâm được. Thì những cái chậu mà bự á, có thể ngâm cho vô cái chậu giặt đồ á. Có những cái giò lan lớn có thể cho vô chậu giặt đồ giặt ha. Thì đối với những loại lan mà nó cần mùn á, ví dụ như thanh đạm nữa thì cũng không cần thiết phải ngâm ha. Thì vô mùa khô á, thì thanh đạm nó cần nhiều nước thì mình ngâm cung cấp cho nước cho nó, chứ còn rửa bớt mùn ra thì nó thiếu dinh dưỡng ha. Rồi đây cho các bạn xem cái giò kiếm này, nó muốn bể chậu rồi, mới nãy ngâm cái giò nhỏ nhỏ này ha. Đó, cái này kiếm lơ hội thôi mà trồng lâu thì nó kinh khủng không, nó banh cái chậu ra luôn ha, móc chậu luôn. Đó, trái nè, trái này chắc cũng sắp được rồi sao. Đó. Thì cái kiếm này cũng dễ ra hoa lắm ha, phơi nắng cho héo cho khô đi rồi ngâm nước ha. Ngâm nước thì vài bữa nó ra hoa ha. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn một số kinh nghiệm như vậy thôi. Thì cái cách ngâm này gần như là ngâm gỗ, ngâm chậu, ngâm giò gì cũng được hết ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem.